Chị vì chị có mỗi cái này. Thế chị có lấy không, em đưa chị cái đôi. Không cần. Chị nhiều lắm. Mấy cái đôi thì chị nhiều, nhưng mà cái này thì chị có một. Cái này tiện đúng không? Cái này rất tiện. Khi nào đặt cái này. Cái này nó làm đỡ mất sức hơn bọn Tây. Em thấy bọn Tây nó cứ xoa bằng tay, nó cũng chả có cảm giác gì cả. Nhưng mà với lại là cái này mình làm nó tác động ấy hơn. Khi nào mà em làm cái này nè, mà em thấy ngoài cái này nó đỏ. Ai mà chồng chứ bệnh mà vợ đi tục đi ra ngoài hay đấy. Không có tác dụng. Đấy, vật gì đấy? Hoàn khiêu. Tăng khí hay tăng máu? Khí chứ biết ạ. Cái này để làm ở dưới này nó thông mới xong rồi bắt đầu mình thả. Sẹo này lại đi một vòng 1.000 cây về nhà luôn, đỡ phải đi vòng đi qua đi lại nhà ai nữa. Đau hả? Không, không đau.